là 9 giờ tối rồi và bây giờ cả căn nhà là toàn là vali quần áo. Đây, từ trong buồng đến ra ngoài phòng khách. Mở ra là sale. Ai có nhu cầu thì qua Bangkok để dự gala sale nha. 5 giờ 30 bọn mình sẽ bắt đầu ra sân bay, nhưng mà bây giờ là 12 giờ hơn nhưng mà vẫn đang còn. Nhưng mà buổi chiều nào còn lên plan cũng bận nhỉ. Ừ thì còn cả đất buổi chiều nào cũng không có thời gian để đi cái bãi Kata này. Bãi Kata làm gì? Cái bãi mà có cái hoàng hôn ấy. Hello đi. Cái hoàng hôn thì hello đi. Hello. Sao nhìn kết quệ thế? Sáng mai một mình sẽ đi Thái. Còn khoảng mấy tiếng ấy nhỉ? Đếm ngược. Mười mấy tiếng ấy. Bây giờ là mấy tiếng? Đâu? 9. Còn mấy tiếng nữa thôi. Còn khoảng 5 tiếng. Đặt chân đến Thái ấy. Đặt chân đến Bangkok ấy là khoảng tầm 10 tiếng á. 11 tiếng. Khoảng 12 tiếng á. Ừ. Thôi bye bye. Hello. Cha su đâu rồi? Hello. Mất cam su rồi. Và bây giờ bọn mình đang chuẩn bị ra sân bay. Bây giờ là mấy giờ sáng? Bây giờ là 6 giờ. Mình cũng đã có một cái con dấu xuất ngoại. Đây, vừa lên máy bay nhá, là người ta chào bọn mình bằng tiếng Thái luôn, cảm giác là như kiểu là tiếng Anh, tiếng Thái. Chào mừng các bạn. Là bọn mình như kiểu được đi Thái rồi. Lên đây là đã có cảm giác Thái Lan rồi mọi người ơi. Vui quá đi. Bọn mình đã đến Bangkok. Somebody ka. Đây ơi, người Thái nhập luôn rồi. Đây đây. Có biết phải đi không? Bây giờ bạn mình đang ở sân bay Đôn Trề. Đôn Vườn đúng không? Bây giờ bạn mình đang ở sân bay Đôn. Mình đi đúng đường không? Được có một đường thôi mà anh. Ôi, mình đang ở sân bay Đôn Trề. Đôn Mê Stick. Đôn Côi. Đôn Côi. Ê, bọn mình vừa nhập cảnh xong và đang lấy vali. Bọn mình sẽ có 4 tiếng ở sân bay. Thử thách sinh tồn 4 tiếng ở sân bay Bangkok. Sau đó bọn mình sẽ
bay thêm một chuyến Bangkok đến Phuket. Chắc ở khoảng 7-8 giờ gì đấy bọn mình sẽ tới Phuket. 6 giờ. Bọn mình đang có mặt ở 7-Eleven trong sân bay Đôn Mường luôn. Bọn mình sẽ kiếm cái gì đấy ăn trưa. Việc còn nói rồi. Caramel. Bây giờ bọn mình đang ra phía bên ngoài để ăn, về tiện là ngắm view chùa luôn. Ăn đồ đồ vừa nãy mua ở chỗ 7-Eleven đấy. Tú Anh bảo là nhìn bọn mình giống vô gia cư. Mãi giờ bọn mình đi đến đây lúc tìm chỗ quay check in cũng có người dắt đi, mà lúc tìm chỗ ra cổng bay cũng có người dắt đi luôn. Ở đây người ta cực kỳ thân thiện. Thank you. Đấy, 10 điểm của quyết định. Người mà cần thì đừng mang mỹ phẩm ở Việt Nam qua đây mà làm gì, qua đây mua luôn này. Có mấy cái này mua tiện cực kỳ, vừa rẻ mà nó xíu tiện cực, dùng xong quăng đỡ phải mang về chật vali. Sau 4 tiếng ở sân bay tại Bangkok ngồi nghỉ ăn uống, và bọn mình bắt đầu check in đi Phuket luôn. Mình đã đến sân bay Phuket. Hey, đây là sân bay Phuket. Lạnh quá. Em ơi, mấy cái sân bay ở Thái người ta bật điều hòa lạnh. Lạnh mà tôi cảm luôn. Xí luôn. Đáng sợ. Về khách sạn. Và cái khách sạn cách cái chỗ này, cái sân bay này khoảng tầm 30 giây, đi sẽ mất 1 tiếng. Và bọn mình đi một cái xe ô tô rất to, bởi vì là có tận 6 đứa mà vali thì rất là nhiều. 1.000 baht cho cả 6 người. Đấy. Bây giờ bọn mình đang ra xe. Hello, bọn mình đang đi về khách sạn. Ê, đây. Ê, đồ ăn đâu? Đồ ăn đâu? Tao muốn ăn bánh suke. Đồ ăn đâu thôi? Suke, chủ đồ đây. Bọn mình thuê nguyên chiếc xe này đi về khách sạn. Để cho ăn nhiều bánh mì rồi. 900 baht. 900 baht. Em ơi, ơi. Bọn mình vừa lên xe một cái thì trời mưa rất là to. Mở dự báo thời tiết lên thì thấy mấy ngày tiếp theo mưa liên tục. Cả nhóm thì lo lắng vì nghĩ là sẽ giống mấy clip trên mạng kiểu TikTok cả năm. Được một hôm đi du lịch thì trời mưa bão ấy mọi người. Ừ, có tên là The Clip Phantom. Đây, đây. Đổ rồi, rồi. Mấy cái chỗ chợ ta không có kiểu rất là sợ cũng đẹp. Khách sạn này bao nhiêu tiền thân nhỉ? 400 một phòng một đêm. Ê, ở đây có cả nội quy là không được ăn sầu riêng, nếu mà ăn sầu riêng là phạt 2.000 baht. Hả? Hay chưa? Không được ăn sầu riêng nha mọi người. Không được. Đâu xem nào. Kiểu sạch sẽ, kiểu tối giản ấy. Tao thích kiểu này. À, wow. Đây là xà phòng của Tú Anh. Ôi, nhưng phòng nào giống nhau à? Giống nhau. Phòng giống nhau à? Xinh mà. Không, chỉ có hai cái phòng này nối được phòng hai phòng với nhau luôn. Đâu, phòng này cũng rẻ đấy. Có 400 cành. Tầm 400, 300, 400 thôi. Em. Bọn mình đang ở chợ đê phố đi bộ. Phố đi bộ gì à? Ban Tông Walk Street.
đang rất đói bụng, không thấy được gì cả. Wow. Pizza. Ê, cảm giác như kiểu đi gì nhỉ? Không phải đi Thái mà là đi đâu nhỉ? Đi Mexico. Với chúng ta đều chuẩn giả. Ui, nó văng ngoài đấy. Kìa quá. Để tìm một cái gì đấy để ăn. Quá là đói. Sau khi đi lòng vòng thì bọn mình đã chọn đại một quán ở đây, ở ngay cái dọc phố đi bộ này thôi. Nhìn nó kiểu nó Phan Tông Seafood à? Nhìn nó khá là kiểu Thái, nhìn khá là kiểu local. Mọi người cứ thích chọn đi, xong rồi ta thì... nhìn kiểu thấy cũng đông khách nên là thôi bọn mình quyết định đi vào đây. Giá này cũng ok. Không biết nên gọi món gì đây. Lát nữa mình sẽ quay cho mọi người coi nhé. Để xem bọn mình sẽ gọi những món gì nhá. Ready. Full. Finish. Ok. Drink. Ok, drink separate. Okay. You understand? No, I can understand that. Thank you. Coca dẫn châu ạ. Đây, đây bọn mình đang mới gọi cái xúc tôm dăm, nghĩa là khá là ngon. Ăn cái gì mà chua. Cay không người? Đây là tôm sống của Thái Lan nhé. Để ăn thử xem có ngon như ngoài cờ lò của mình không. Nãy giờ ăn một món súp. Món súp với tôm sống là đau ở đây người ta xào theo kiểu là có bọt nước cốt dừa thơm lắm. Vừa thơm còn có vừa mất cay. Mọi người bảo cái súp này giống gì ta? Đi tôm thì tôm cảm cay. Đặc biệt hơn đấy. Nhìn như kiểu bùi viện nhỉ. Xôi xoài này. Một cái thử kết hợp cũng ngon mà. Hay. Xôi dừa. Ngon là mình tự nấu được. Vì Việt Nam mình tự nấu được. Ừ, mình cứ mua xoài. Xôi nó có vị cốt dừa. Xong mà kết hợp với xoài. Gừng thơm cũng ok. Ngon. Nói chung cũng được. Mình không biết tại vì bọn mình chưa được thử những cái quán ngon hơn. Đây là quán đầu tiên nên là không biết là sẽ có quán nào ngon hơn không. Nhưng mà đây là lần đầu tiên thử thì cũng thấy khá là cái này miệng.
có thể quán thứ hai, quán thứ ba để bọn mình ăn ở đây để thấy ngon hơn chẳng hạn, hoặc có thể thấy được sướng hơn. Hello. Bây giờ bọn mình sẽ đi đảo Cô Phi Phi. Tour ba đảo. Đây cho mọi người nhìn. Thời tiết hôm nay thì có vẻ chưa được nắng lắm, nhưng mà mình mong một lát trưa thì sẽ nắng hơn để cho nhìn cái nước biển nó trong hơn đấy mọi người. Bây giờ mình đang ngồi làm tóc. Xe thì đến dưới rồi mà bây giờ vẫn đang ngồi tết tóc. Hôm nay thì mình sẽ mặc một chiếc đi với quần đũi, còn bạn Đông sẽ mặc một chiếc áo đũi. Ê, mình thấy ở Thái Lan ấy, hầu như mình không biết là có đúng hay không, nhưng mà mình nhìn có vẻ như là toàn người kiểu như kiểu ở Mexico với là kiểu UAF à? Cảm giác người ta cứ tây tây đen đen ý. Xong nhìn cái thật đô con ý. Gì nhỉ? Quên đi. Ừ, kiểu đô đô xong rồi da hơi ngăm ngăm, xong rồi râu râu, xong rồi xăm xăm ấy, kiểu nhìn như kiểu là nhìn cũng hay hay, xong mình cũng phối theo mấy ông anh ấy. Đấy, mình sẽ phối theo kiểu hơi hơi kiểu nó gì nhỉ? Biển một tí. Kiểu lean and là tên được cái phong cách này. Ừ, nó là kiểu như kiểu phối lean and với là ba lỗ kiểu kiểu đấy. Ok, hẹn gặp mọi người ở đảo, mình sẽ quay tiếp. Đô xe đón bây con giờ mình mọi rồi. Người sẽ đi tour ra đảo Cô Phi Phi, tìm hiểu Mây La và đây đầu kỳ. Những con người chắc luôn luôn buồn. Rồi biếng. Ok, đi rồi. Cái xe đó là anh Khánh ngồi hẳn ở phía trước ấy. À, ngồi ghế kia bên này này. Anh ngồi ở dưới đấy. Ừ đấy. Để bọn em ngồi này coi phim. Ok. Đi nào. Go. Em ơi, người ta còn đến sớm trước 10 phút xong ngồi chờ bọn mình mới không hề chụp hình luôn. Người ta gọi đi. Đúng 7 giờ rồi đấy. Một
kiến di chuyển thì bọn mình có mặt ở Phi Đôn. Đoàn của bọn mình sẽ dừng ở đây tắm và bơi, chụp ảnh các thứ trong vòng 40 phút. Hôm qua xem dự báo thời tiết thì thấy Phu Kẹt mưa triền miên. Lúc sáng thì bọn mình cứ ngồi cầu nguyện với nhau là mong hôm nay nắng bể đầu cũng được. May mà nắng thật. Tuy trời mưa nhưng mà bọn mình thấy là cũng may mắn, bởi vì là mỗi lần bọn mình di chuyển ấy thì mưa nhưng mà đến được địa điểm cần đến ấy trời lại nắng. Và bây giờ bọn mình đang có mặt ở vịnh Mai Gia, cả nhóm đang đi bộ ra cái bờ biển. Biển ở đây, ở cái vịnh này ấy, thì nghe đồn là có cá mập con, nhưng mà hôm nay bọn mình ra đây thì không thấy cá mập con nào mà thấy toàn người là người. Nhưng mà may á là vẫn chụp hình đẹp nha mọi người, với là ở cái vịnh này thì người ta không cho bơi. Mình đã tham quan xong rồi, bây giờ sẽ đi ăn theo tour. Mặc dù cái tour này thì tốc độ tham quan nó hơi nhanh, 40 phút mình nghĩ là làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà thật ra chỉ đúng chụp ảnh quay phim là vừa hết thời gian luôn. Vẫn tắm à? Thôi nhưng mà vẫn xứng đáng nhá. Vẫn xứng đáng. Chỉ có là gì nhỉ? Chẳng có gì đáng lo ngại cả. Hôm nay thì bị mắc mưa nên là nhìn tóc tai rất là gớm. Thôi về Photoshop chụp ảnh tắm kìa. Cho mọi người coi review. Ok. Hơi lắc mọi người ạ. Bọn mình phải đặc biệt là bởi vì các bạn thì đã đi ngủ hoặc là đi ăn trưa gì đấy, bọn mình đến không thấy nên là người ta sẽ đưa bọn mình đến nhà hàng để ăn trưa luôn. Mình sẽ đi ăn buffet. Đứt rồi à? Không. Bọn mình đang trên đường vào khách sạn để đi ăn buffet. Trưa nay bọn mình sẽ ăn cơm ở đây. Đẹp à? Đây là mèo Thái Lan mọi người ạ. Ê ơi, nhìn như con báo ấy. Báo ấy nhỉ? Ê ơi, nó giống báo chắc thật đấy. Lắm luôn người nó. Ê, tay nó tròn thật này. Chắc mình tay dài. Giống mèo rừng nhỉ? Trời lại bắt đầu âm u rồi mọi người ơi. Và đây là hình ảnh ông chồng tôi đi du lịch với tôi. Khi nào cũng phải sắc đồ này, chụp ảnh này, một thứ các thể loại công việc. Tôi chỉ việc đi chơi và có ảnh để mang về thôi. Bãi biển. Bãi biển của Bamboo. Bamboo gì nhỉ? Bamboo Island. Đây là đảo Bamboo. Xanh lè luôn ấy. Nhưng mà kiểu ở trong video ấy. Sao trong video nhìn thấy bình thường, ở ngoài xanh lắm. Ở ngoài nhìn như kiểu mà trên ảnh ấy. Nhìn như trên phim ấy. Còn nói chung là mọi người mà xem qua clip thì chịu vui. Phải tự đi mới biết nó đẹp như nào.
Bọn mình nằm ở đây tắm nắng và chill, lát nữa thuyền sẽ đến đón bọn mình về đất liền và kết thúc chuyến đi tour ở đây. Bọn mình sẽ đi túc túc để đi ăn. Và bọn mình đi 2 cây là 200 bạt. Ngồi bên trong đi để quay video cho. Ngồi bên trong đi. Để em ngồi ngoài quay video cho. Không sai đâu. Hay rồi. Ui, như club đèn mờ vậy. Ui, club đèn mờ. Sao đấy? Music. Bọn mình đang ở trên túc túc. Trời ơi, như kiểu quán ba ấy nhờ. Trời ơi. Ai ra đây. Đây quán ba di động ấy. Ê, này đây đây. Ui, nó đau lên mắt quăng luôn mà. À, bởi vì quán run rế gì đấy không biết ạ. Đây 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 đây. Đây. Hơi bị đỉnh. Đây cửa trời, cửa sổ trời. Sau đấy bọn mình ghé qua chợ Malin. Lúc này thì khoảng tầm 10 giờ hơn rồi. Ở đây nhìn thế thôi chứ cũng chả có gì ấy. Toàn mấy cái xiên xiên với là hoa quả thôi. Thế nên bọn mình quyết định uống sinh tố. Chứ mấy cái xiên ở đây thì cũng giống như cái chợ hôm qua ấy. Chúng làm cứu của Vương Trần Dũng và... Ui, xe chở 10 người đấy. Ôi, xe to thế. Xe em như kiểu ban đầu mình đi đây. Không, nhưng mà xe này có... Bọn mình đang đi rất xong. Ở Vinh nó bình thường đông cục bổng lúc. Nó trong thôi. Thật là tôi có thể ngọt được cái lướt xong thôi. Hello. Và bọn mình đã đến lớp học lớp 6 ở bên kia đường. Đấy, đang trả tiền cho mấy anh túc túc. Xe rất đẹp ghê luôn. Đi nào, đi lướt sóng nào. Mèo ơi, dễ thương thế. Đây là lối ra bãi.
soup lesson. Soup ở đâu? Soup ở quên em. Trong soup có học không hay là lướt luôn? Ôi, đông em lại lướt, lướt luôn nhá. Thế lấy anh Thành với tụi anh chơi không? Anh chắc không biết chơi không? Anh có biết bơi đâu? It's my life. Lazy. It's my life. I got it dirty. It's my life. I want shopping. It's my life. Khi chúng tôi nói chúng tôi đi lướt sóng trong tưởng tượng, thực tế đây là thương tích sau khi một tiếng lướt sóng. Thế nào cũng bị này. Em ơi ghê chết được. Nên là lướt sóng là nên mặc đồ dài vào nhá. Đây là nó còn mặc áo đấy, lần trước không mặc áo ấy. Trước hết cũng không phải này. Đây là lướt sóng là phải mặc đồ dài tay dài chân. Ba gian gì đấy. Kiểu mình lúc nãy đi vào đây mua đôi dép. Đây. 130 bạt. Nên là mình thấy có nhiều đồ ăn ở trong này nên đưa mọi người vào đây coi có gì ăn. Nhìn cũng kiểu rất nhiều đồ ăn. Đi chợ mà mặc sang thế nhở. Không bù cho anh em mình. Kiểu quần đùi rất tông thôi. Yeah. Bọn mình vừa chuyển từ khách sạn cũ sang khách sạn mới ở ở trên gì nhỉ? Pantone à? Pantone à? Đúng không? Đây là ở đây là gần Phuket. Thị trấn Phuket. Photo Hotel. Xinh lắm mọi người ạ. Để mình cho. Đây là khách sạn mới của bọn mình. Đây ơi đẹp nhỉ. Nó toàn đen trắng. Khách sạn này là sao mình tìm ra được ở trên Agoda ấy mọi người. Đây cho mọi người coi qua những cái góc của nó nhé. Có trên dưới 1 triệu thôi, 1 triệu mốt một phòng thôi. Nhìn như kiểu là mấy quán cà phê luôn ý. Nó có những cái không gian để check in. Không cần phải đi đâu ấy. Có bơi quá là xinh luôn, caro các thứ luôn. Có con gấu ở đây này. Chỗ đọc sách này, con gấu này. Ơi, chỗ này con gấu ngày nào cũng được. Đây quay ngược máy lại đi.
đây là bồn tắm. Bồn tắm ngay trong phòng luôn. Người ta còn có cả loa ở đây này. Loa nghe nhạc này của JBL này, cũng màu đen này. Tủ lạnh này, màu đen này. Ê, ở đây có đồ ăn luôn. Thế luôn chai nước này là cũng dán sọc caro như này. Trời ơi, mắt trinh ấy. Ta-da, và đây là chiếc áo đôi của bọn mình. Eo cái gương ở đây ấy, ánh sáng nó đánh vào mặt ấy, nhìn mịn cực kỳ luôn này. Mặc dù mặt mình đang rất sần do bị dị ứng, nhưng mà vẫn rất mịn. Eo ơi, đây là mình sẽ đi đâu nhỉ? Phuket Town hay gì? Phuket Town. Đây thì mình cũng không biết. Mình biết nhưng mà mình cũng không miêu tả được cho mọi người vì mình cũng chưa biết. Thôi. Kì. Let's go. Let's go. Đây là ba chân dung ba kẻ ghi gì nhỉ? Người phản diện, còn đây là chúng tôi. Những người công lý đâu anh Khánh ơi? Đây rồi. Đây chúng tôi những người công lý. Ở đâu có công lý không? Ở đây có anh Khánh. Hê hê hê. Ê, có sân bóng gì nhỉ? Sân bóng gì nhỉ? Hello. Hello mọi người, và bây giờ bọn mình đang có mặt ở Phuket Town. Phuket Town. Nó cảm giác giống như kiểu là cái khu săn cua của Phú Quốc. Nhưng mà được. Nó cổ hơn. Nhưng mà nó cổ hơn một xíu. Chắc là lâu đời hơn. Bây giờ bọn mình sẽ đi kiểu cái gì đó ăn. Không biết là ăn gì nhỉ? Cha su. Ăn thì ê, đèn xanh kìa, đi. Qua đường thôi. Mình đang đi lang thang để kiếm chỗ ăn. Eo ơi, ở đây khá là rất nhiều khách du lịch. Mà sao phố cổ không giống ở Việt Nam lắm nhỉ? Xe vẫn cứ đi qua đi lại bình thường ấy. Không phải là phố đi bộ. Thế còn nó không phải là phố đi bộ. Fantastic. Từ từ giờ mới quay. Bây giờ mọi người sẽ có một cuộc thi. Mở cái này ra thì mình còn không gọi là cuộc thi tách đũa. Ok. Bên này trước, ba người này trước. Chà su cầm đi, tách. Ba người này trước mà. Ôi giời. Để đây chấm điểm nha, để chấm điểm. Đây này, của tôi đẹp đấy. Ê, đứa nào như thế nào? Đứa này. Của anh Khánh sống nhất. Ê, như không lệch được. Ê, thử thách này fail rồi. Đây là trong khi người yêu đang ăn mì, người yêu còn lại nó sẵn sàng để đập con tôm. Này. Kiểu ấy, mọi người để ăn mãi không hết, mọi người ăn nhưng mà làm này. Làm cái này không được đâu, làm cái này người ta đâu để dám rửa đâu. Nhìn đẹp như này người ta đâu rửa. Em biết đâu mai đi đầu giá nhỉ? Ê, sao Lương không xếp thành hình con tôm hùm luôn đi? Đúng rồi, em ăn được mà. Ăn được mà. Em ơi, tôi còn chưa ăn được miếng nào mà bây giờ nó mang đi trang trí. Đây này, bọn mình đang trốn anh Khánh. Không, người ta biết có người ở trong đấy. Người ta vừa nãy thấy mình trốn bên này thì người ta nhìn nhau cười mà. Ừ, người ta đi ra thôi, người ta nhìn nhau cười. Trời ơi, hài quá. Thực sự tao phải đây, yêu anh Khánh. Lát nữa anh Khánh sẽ bước ra từ quán này. Còn mình đang đứng chờ. Ê, anh Khánh ra kìa, đúng không? À không phải, chưa. Chưa ra. Đây là đám một mình. Kiểu đang đứng nấp ở sau. Đâu rồi? Chưa. Đợi nói lại câu đấy. Bạn 25 tuổi ở đây là những thứ bạn làm. Ê, anh đứng đâu rồi đấy? Anh Khánh nút kìa. Trời hài. Đâu rồi? Yêu ơi, lâu thật, 20 phút rồi. Đấy, ông Khánh đây. Ôi đi.
Ui ai mà. Đang lấy điện thoại đang gọi kìa. Đang gọi đấy. Ngày mai bọn mình sẽ đổi màu tóc một xíu. Đấy. Anh Khánh đang bảo là sẽ nhuộm cái màu cờ Thái Lan lên lên trên đầu luôn. Cờ Thái Lan luôn. Đông làm cờ về không? Cờ. Cũng chưa quả cờ Thái Lan đi đâu. Cờ lên. Không, em là cờ LGBT. À ok. Lương làm quảng cờ cannabis trên đầu về không? Hello. Bây giờ là 11 giờ và đây là tối cuối cùng của bọn mình ở Phú Kẹt cho nên là tối cuối cùng em buồn quá. Bọn mình ở Phú Kẹt thôi mà. Ở Phú Kẹt thôi nên bọn mình đã tập trung sang phòng của Trang Su và Đức Lương để xem phim ma. Đây cho mọi người xem quang cảnh tối nay của bọn mình. Bây giờ là 11 giờ nhá. Eo ơi. Em chỉ định ở qua đây thăm con 20 phút. Ờ kìa. Mà dù sang xem phim mà. Để còn mai nhất là cái này đã dùng không đóng luôn. Thế là anh Khánh sẽ vì sợ xem phim ma của mình quá anh rủ các bạn đúng không? Không. Anh Khánh kêu là bộ phim này sợ lắm cho nên anh Khánh không dám coi một mình, cho nên anh Khánh rủ mình coi cùng. Lương mở. Lương mở. Em mở đâu? Cái điện thoại này em không biết. Em ơi, tôi không coi nữa nhá. Em ơi, tôi chưa coi mà lại thấy sợ rồi. Ai cũng khởi động thôi đi bé. Thôi, không làm gì có chuyện tôi. Em ơi, chưa coi mà lại thấy sợ rồi. Em ơi, cô tưởng thằng Lương mà treo nhưng mà thằng Lương không treo. Kinh quá. Đúng anh thì đứa hết đầu tiên. Ôi. Anh cũng sợ. Không, anh kiểu anh đang không em đang thắc mắc rồi. Anh cũng thế, anh cũng kiểu anh hỏi là ai gọi. Sao tự nhiên kiểu nghe tiếng điện thoại em ở đây không? Em tưởng là chị Tuấn dọa em thấy kiểu đấy. Có tiếng Thái Lan kiểu mày nhỏ, có tiếng người nói ban đầu. Đầu tiên là ư. Cái tiếng ư đầu tiên mà tôi tưởng là con trang. Rồi, nó lại cũng bởi vì nó hát được đó.